Anh em muốn nạp game uy tín giá chiết khấu 25% cực ngon, hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên. Hỗ trợ nạp 24/7 cả ở Zalo và Facebook nha. Trước mặt anh em đây chính là tựa game Đấu trường chân lý Mobile bản tiếng Việt của chúng ta, tiếp tục là bản tiếng Việt của cái phiên bản mới nhất anh em nhé. Nếu mà như anh em nào mà update cái phiên bản mới nhất trên Set Play và Apple Store thì chúng ta sẽ không có tiếng Việt đâu. Và lưu ý đây sẽ là cái bản mod của Đấu trường chân lý Mobile. Bản này thì đã được chỉnh sửa cái file game để mà có thể là xuất hiện được cái tiếng Việt. Kèm theo đó là hình như cũng bật luôn FPS 60 thì mình không nhớ cho lắm. Có bật FPS 60 chưa ấy? Cái này thì có thể là bật được FPS 60. Tuy thế là chúng ta cũng phải làm tương tự như cái việc mà bật tiếng Việt em nhá, chúng ta phải mod game. Cái bản mod này thì nó công khai ở trên mạng và mình cũng không có thể là đưa ra được những cái ý kiến rằng là cái file game này nó có an toàn hay không. Cái này thực sự là mình không biết được em nhá. Công khai ở trên mạng và mình lấy và đưa đến cho anh em để mà anh em có thể trải nghiệm cái tựa game này bản tiếng Việt. Nhớ rằng mình không đảm bảo được cái độ an toàn của cái file này, nên là anh em có thể tải về và sử dụng cái tài khoản clone của anh em, tài khoản ảo của anh em để mà trải nghiệm game. Và nếu mà anh em vẫn cứ muốn đăng nhập cái tài khoản chính của anh em vào chơi thì cũng ok nha. Cái phiên bản trước cũng mod tiếng Việt nhưng mà không thấy có tình trạng bị khóa cái gì cả anh em ạ. Chúng ta có thể là vẫn chơi bình thường. Nhưng mà những cái tài khoản mà nạp nhiều tiền rồi thì mình nghĩ là anh em không nên đăng nhập vào đây để mà trải nghiệm game em nhé. Mọi thứ của cái bản tiếng Việt này nó cũng đã được mod. Cái này thực ra thì không phải là mod mà người ta thêm một cái đoạn code vào để mở cái file tiếng Việt này thôi. Chứ cái file tiếng Việt này nó đã có sẵn ở trong game rồi. Đấy, nhưng mà bên Riot Games người ta đã ẩn đi. Người Việt Nam chúng ta thì lại chỉnh sửa cái code để mà mở cái file tiếng Việt ẩn đó anh em nhé. Nên là cái bản tiếng Việt này nó là cái bản tiếng Việt chuẩn chỉnh nhất thôi anh em. Không có cái kiểu là cho Google dịch vào phần dịch tiếng Việt đâu anh em nhé. Mọi thứ đều đã có tiếng Việt rồi. Thực sự là để mà chơi cái tựa game này bản tiếng Việt thì nó vật lộn khá là nhiều. Mong là con game này thì sẽ sớm ra mắt để mà chúng ta có thể là tải và trải nghiệm tiếng Việt. Chứ cái bản tiếng Việt này thực sự rất nhiều anh em quan tâm luôn đấy. Không có tiếng Việt thì cảm giác chơi con game này cũng khá là khó em nhé. Mọi thứ đã tiếng Việt hết rồi. Bây giờ thì anh em chỉ cần trải nghiệm game và chơi game như cái đợt mà Riot Games mở tiếng Việt cho anh em tải và trải nghiệm thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cái tựa game này trên Android. Lưu ý là cái phiên bản này thì nó chỉ có mặt trên Android thôi, chưa có ở trên iOS. iOS thì chúng ta vẫn có thể là có tiếng Việt được nhưng mà chúng ta phải làm cái quần què gì trên Powtoon ý. Chỉnh sửa cái file ở trên Powtoon mình cũng không biết cách nào để mà có thể là làm được cái kiểu đó. Nếu mà anh em vẫn muốn chơi cái tựa game này trên iOS có tiếng Việt thì anh em có thể là lên Google tìm cách. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Việt hóa tựa game Đấu trường chân lý mobile trên iOS thì hình như là cũng có những cái bài hướng dẫn cho anh em ấy. Nhưng mà cái cách đó thì mình cũng không khuyến khích nha. Rồi, ok, mình đã cài sẵn cái tựa game Đấu trường chân lý mobile ở đây rồi. Mình sẽ có một cái đường link, anh em click link dưới phần mô tả của video, sau đó thì anh em sẽ truy cập vào cái trình duyệt web của anh em. Đây chính là cái đường link tiếng Việt của mình muốn gửi đến cho anh em. Anh em truy cập vào cái đường link đó nha, thì nó sẽ dẫn anh em trực tiếp đến cái website của Mediafire. Sau đó thì anh em sẽ thấy cái giao diện như này, anh em chỉ cần click vào cái mũi tên tải xuống ở đây. Click vào đó thì nó sẽ tự động tải cho anh em một cái file. Đây này, nó ấn cái từ là nó hiện cái thông báo là đang tải xuống rồi. Và đây chính là cái tựa game này đang được tải xuống. Nó sẽ tải một cái file APK về cho anh em. Dung lượng của nó có 5 mấy mê thôi, rất là nhẹ. Do là khi mà chúng ta vào game thì chúng ta bắt đầu mới download lại cái data ấy. Nên là cái file này nó chỉ là cái file APK thôi. Sau đó thì sau khi mà cài đặt thành công thì anh em chỉ cần mở, sau khi mà tải thành công nha, chúng ta chỉ cần cài đặt những cái file APK bình thường khác thôi. Đấy. Ở đây thì nó mình đã tải rồi nên là nó sẽ báo là muốn cập nhật hay không. Thì ở đây thì mình sẽ không cập nhật nữa mà mình sẽ không cài đặt nữa thì mình sẽ ấn hủy luôn. Do là mình đã cài rồi. Cái file này hình như là nó cũng kiểu là nó không được chạy trên toàn bộ những cái máy, ví dụ như là hệ điều hành các thứ ấy.
nó có cái phiên bản khác nhau, thì cái file này nó nhiều những cái phiên bản thì nó sẽ không phù hợp và nó sẽ thông báo là không cài được đấy, hoặc là khi mà chúng ta cài vào thì mở lên thì nó sẽ bị thoát ra. Thì anh em có thể là chỉnh cái ngôn ngữ máy điện thoại của anh em về tiếng Anh cho mình nhá, về tiếng Anh thì có thể là nó sẽ không bị cái lỗi đó nữa. Còn lại thì nếu mà nó lỗi liên tục như vậy thì mình cũng không có cách nào khác ngoài cái việc mà anh em tiếp tục phải tải và trải nghiệm cái bản tiếng Anh nhá. Rồi, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về tựa game đấu trường chân lý mobile bản tiếng Việt, cái phiên bản mới nhất cho anh em. Sắp tới thì nó sẽ có cái phiên bản tiếp. Mình không nhớ là cái thời gian vòng lặp của nó update cái phiên bản mới. Nhưng mà khi mà có phiên bản mới thì chúng ta bắt buộc phải update và nó sẽ không còn tiếng Việt nữa. Và anh em sẽ phải chờ mình update, chỉnh sửa cái code trong game để mà có thể là có tiếng Việt em nha. Bây giờ thì anh em hãy cài đặt và trải nghiệm game thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye. Sorry that I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me, yeah. 'Cause I'm running, I'm running, I'm running away. I'm running away, running away. I'm looking, I'm looking, I'm looking for space. Looking for space, looking for space. I'm healing, I'm healing from all of the pain, all of the pain, all of the pain. I'm running, I'm running, I'm running away. 'Cause I feel lost right now. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha.